Tôi nghĩ mọi giáo viên nên có một sự hợp tác kỹ thuật số như một phần của bộ công cụ công nghệ của họ. Trong nhiều năm tôi đã đi đến Jamboard. Vì vậy ban đầu tôi không hào hứng lắm khi Google thông báo rằng kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020 sẽ không còn nữa. Bây giờ Jamboard đã chết. Google đã chính thức xác nhận FitJam như một trong những sự thay thế của nó. Thực tế mặc dù là hình Jam không chỉ là sự thay thế của Jamboard, đó là một nâng cấp đáng kể. Và đó là bởi vì FitJam giải quyết một số khó chịu nhất vấn đề với Jamboard cho một. Trong Jamboard, bạn bị giới hạn trong một không gian nhỏ xinh. Nhưng trong FitJam, canvas gần như có thể mở rộng vô hạn. Và vì một số lý do trong Jamboard, bạn không thể thêm hyperlink. Bạn không chỉ có thể siêu liên kết văn bản. Trong FitJam, bạn thậm chí có thể nhúng video, trang web và Google Docs mà tôi biết. Mọi người không thích sự thật mà bạn không bao giờ có thể nói ai đã đăng cái gì trong bảng mức. Trong mức sung khi một học sinh thêm một ghi chú dính, tên của họ được liên kết với nó, cộng với bảng có mức. Vấn đề khó chịu của học sinh chỉ có thể dễ dàng xóa công việc của nhau. FitJam có tính năng khóa này. Điều đó chỉ làm cho nó nhiều hơn một chút. Học sinh khó xóa sạch mọi thứ. Có lẽ còn quan trọng hơn việc nâng cấp thực tế là hàng nghìn công ty sử dụng FitJam để động não lập kế hoạch dự án và các cuộc họp trực tuyến. Vì vậy khi bạn dạy học sinh cách sử dụng FitJam, bạn đang tạo kinh nghiệm học tập đích thực chuẩn bị cho sinh viên. Cộng tác trực tuyến là như thế nào? Trong thế giới thực và trên hết, giống như Jamboard, FitJam miễn phí 100% cho các nhà giáo dục và học sinh. Muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến FitJam để tài trợ cho video này, như tôi đã đề cập đến trường học, nhà giáo dục và sinh viên có thể nhận FitJam miễn phí cho các tài khoản giáo dục. Điều này sẽ cung cấp cho họ quyền truy cập miễn phí vào FitJam. Tôi sẽ đặt các liên kết mà bạn cần để truy cập tài khoản miễn phí đó trong mô tả video. Vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra điều đó. Sau khi bạn tạo một tài khoản miễn phí, bạn sẽ thấy ở đây rằng bạn sẽ được đưa đến trang chủ. Và ở đó bạn sẽ thấy tất cả các loại kẹo sung khác nhau mà bạn đã tạo, cũng như bất kỳ nhóm nào bạn đã thiết lập. Để tạo một tài liệu mới, tôi sẽ truy cập New Big Jam. Nếu bạn đang di chuyển từ Jamboard, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn có quyền truy cập vào tất công cả công cụ mà bạn sẽ có. Bạn có thể vẽ trên bảng bằng công cụ bút. Bạn có thể sử dụng bút đánh dấu. Bạn có thể thêm ghi chú dán và hộp văn bản. Bạn cũng có thể mang theo một số hình dạng khác và nhau. Bạn có thể thêm hình ảnh vào bảng. Vì vậy mức sung có các công cụ giống nhau, nhưng mỗi cái là một cải tiến so với các công cụ. Và bảng mức chẳng hạn, khi bạn chọn công cụ bút, bạn không chỉ có quyền truy cập vào nhiều màu hơn, bạn cũng có thể sử dụng ống nhỏ giọt màu này. Sau đó sẽ cho phép bạn chọn một màu từ một cái gì đó, một hình ảnh và sau đó sử dụng màu đó. Khi bạn đang vẽ bằng bút và khi bạn muốn xóa một cái chỉ gì đó, cần tấn công những gì bạn muốn xóa và toàn bộ mọi thứ đã biến mất. Đó là cách tốt hơn là phải xóa, giống như cách bạn làm với bút chì và giấy. Và có rất nhiều tình yêu về các ghi chú dính. Bạn có thể sử dụng các loại phông chữ điều khác chỉnh nhau, kích thước phông chữ theo cách bạn muốn, in đậm một từ cụ thể trong văn bản, tấn công qua một phần của văn bản hoặc thêm các gạch đầu dòng. Khi bạn thêm hình dạng mới, bạn có thể dễ dàng kết nối chúng bằng các đường kết nối này. Và bạn cũng có thể bắt đầu từ một hình dạng và sau đó vẽ ra đường kết nối và sau đó dễ dàng thêm một hình dạng khác vào nó. Sự thay đổi tinh tế này làm cho nó dễ sử dụng hơn rất nhiều. FitJam để động não, để lập sơ đồ và cuối cùng xây dựng các mẫu của riêng bạn. Nếu đó là con đường bạn muốn tôi đi, thực sự thích thực tế là sau khi bạn thả một hình ảnh bạn vẫn có thể chỉnh sửa vì nó. Vậy bạn có thể thấy ở đây rằng tôi đang cắt hình ảnh và này sau đó của tôi cũng sẽ thay đổi kích thước nó và điều chỉnh lại vị trí trong crop. Và sau đó tôi cũng có thể thay đổi tỷ lệ khung hình đến một cái gì đó giống như một vòng tròn và thêm một đường viền. Điều này mang lại cho bạn rất nhiều sự linh hoạt với hình và ảnh làm của cho mình. Họ trông đẹp hơn rất nhiều. Thêm một ít băng keo washi và bây giờ bạn đang thực sự nấu ăn. Bây giờ chúng ta hãy nhảy vào mẫu mô hình Fayer này. Như tôi đã đề cập trước đó, FitJam có nhiều khả năng mở rộng, thu phóng trên chân máy của bạn hoặc sử dụng điều khiển hoặc lệnh trừ và cộng để điều chỉnh kích thước của canvas. Hiệu ứng khả năng mở rộng làm cho nó hiệu quả cao cho công việc nhóm nhỏ. Bạn vẫn có thể có học sinh đóng góp trong một không gian làm việc kỹ thuật số để họ xem có công thể việc của nhau và học hỏi lẫn nhau. Nhưng chúng sẽ không bị hạn chế trong một bảng điều khiển nhỏ như họ sẽ làm trong Jamboard. FitJam có tính năng này được gọi là các phần. Và các phần cho phép bạn chia nhỏ các phần cụ thể của bảng. Họ có thể dễ dàng sao chép và dán các phần đó, đổi tên chúng và thay đổi màu sắc. Và sau đó có cụ thể các phần được thiết lập cho các nhóm khác nhau của bạn và bạn có thể nhấp chuột phải vào một phần để sao chép, liên kết trực tiếp đến phần đó. Vì vậy hãy chú ý ở đây làm thế nào khi tôi chia sẻ và liên kết họ này, mở nó, họ sẽ được đưa trực tiếp đến phần của bạn mà tôi muốn họ đóng góp cho.
đó là một ít thông thường nhưng hơn. Cách thực sự thú vị để chia sẻ feedback thường xuyên hơn, mặc có thể dù bạn sẽ chỉ chia sẻ một liên kết trực tiếp đến toàn lên bộ lên bảng với học sinh. Tôi khuyên bạn nên bắt đầu bằng cách chia sẻ hình giam dưới dạng tệp chỉ xem và sau đó cấp quyền truy cập chỉnh sửa. Sau này tôi sẽ cho bạn thấy lý do tại sao một kịch có bản thể bạn sẽ chia sẻ một mức giả liên kết qua Google Classroom. Khi một sinh viên nhấp vào liên kết, họ sẽ phải đăng nhập trước khi họ thậm chí có thể vào phiết giam, và điều đó thật tuyệt vời. Nó ngăn cản học sinh có thể chỉ đăng ẩn danh. Như chia sẻ đây là tài liệu chỉ xem ban đầu, vì hai lý do chính. Một là bởi học vì học sinh sẽ đến vào những thời điểm khác nhau và tôi không muốn tất họ tất cả chỉ bắt đầu đăng ngẫu nhiên trên bảng mà không thực sự hiểu phải làm gì. Và thứ hai là bởi vì có công cụ này mà tôi hoàn toàn yêu thích. Trong phiết giam, nó hơi ẩn nhưng khi bạn di chuột qua biểu tượng của mình, bạn sẽ thấy điều đó. Bạn có tùy chọn để làm nổi bật bản thân. Một khi tất cả học sinh của bạn tham gia vào phiết giam, sau đó bạn có thể bật đèn sân khấu của mình. Và những gì bạn sẽ thấy, đây là nó sẽ làm cho sinh viên về cơ bản theo dõi những gì bạn đang làm trên màn hình của mình. Bạn có thể dùng nó như một để thực hiện một chút hướng dẫn trực tiếp, định hướng học sinh đến mức sung. Và sau đó một khi bạn có đã thể quay sàng lại quyền chia sẻ và thay đổi nó từ chế độ xem sang chỉnh sửa, bạn có thể thấy ở đây rằng khi học sinh trỏ chuột của họ xung quanh cũng hiển thị bên cạnh nó. Và khi họ thêm một ghi bạn chú sẽ dính, có thể xem ai đã tạo ra nó. Bây giờ chúng tôi có nhiều học sinh trong hội đồng chúng quản ta trị hãy cảm giác như thế nào khi học sinh tương tác với nhau. Một cách mà họ có thể làm điều này là sử dụng con tem công này. Công cụ tem chỉ là một cách nhanh chóng và để dễ dàng sinh viên có thể đưa ra một số phản hồi về công việc của nhau. Sinh viên cũng có thể sử dụng công cụ emo để cung cấp cho điều nhau đó phản tạo hồi ra hoạt ảnh nhỏ này thay vì tạo một con tem vĩnh viễn. Nếu bạn muốn đưa ra phản hồi chuyên sâu hơn hoặc muốn học sinh giao tiếp với nhau theo một cách mạnh mẽ hơn, bạn cũng có thể chỉ cho họ cách sử dụng công cụ nhận xét. Bạn có thể để lại bình luận ở bất cứ đâu trên hoặc bạn trên các bài đăng cụ thể, nhưng bạn cũng có thể gắn thẻ mọi người trong nhận xét và sau đó khi người đó trả bạn lời, có thể thấy rằng điều đó hiển thị trong một đe nhận dọa xét riêng biệt. Tính năng tôi vừa cho là bạn quá thấy đủ để giúp bạn bắt đầu, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm chức năng bổ sung ở đây, bạn sẽ thấy rằng bạn có nhiều lựa chọn hơn để lựa chọn. Những thứ chính cần chú ý ở đây sẽ là các vật và dụng, các tiện ích bổ sung giống như các tiện ích bổ sung nhỏ, như công cụ xuất sắc này mà bạn thấy ở đây, và plugin thêm nhiều chức năng hơn nữa vào bảng của bạn. Ngay cả khi bạn đang có kế hoạch vào plugin, ngay lập tức tôi khuyên bạn nên tải plugin Unplugged. Unplugged plugin sẽ cho phép bạn dễ dàng thêm hình ảnh trực tiếp từ Unplugged. Bạn cũng sẽ biết rằng những hình ảnh đó không có bản quyền. Bạn có thể thêm hình ảnh vào nền của một phần, hoặc bạn có thể thêm một hình ảnh độc lập trên bảng mà sau đó bạn có thể điều chỉnh giống và như các bạn có thể với bất kỳ hình ảnh nào khác. Bây giờ chúng ta hãy xem nhanh một bạn vài cách có thể sử dụng feed jam trong lớp học của mình. Một là sử dụng nó để cộng tác cả nhóm, nhưng mẫu này sẽ là một mẫu tốt để sử dụng cho một buổi bắt đầu của lớp học, kiểm tra hoặc kết thúc vé xuất cảnh lớp học. Ở đây tôi sẽ thay đổi văn bản để hỏi học sinh những gì họ học được trong giờ học, và sau đó học sinh có thể đăng trên ghi chú dính đó. Họ có thể sử dụng cái này cho mẫu gốc để tất cả học sinh của bạn thể hiện ý kiến về một chủ đề như tôi đã trình bày trước. Cái giam cũng lý tưởng cho công việc nhóm nhỏ. Bạn chỉ có thể lấy các phần riêng biệt, sao chép và dán chúng nhiều lần. Có những thứ đó đại diện cho từng nhóm của bạn không? Và sau đó bạn có tất cả sinh viên làm việc trong một không gian làm việc duy nhất, mà còn làm việc trên phần nhỏ hơn của riêng họ. Bạn cũng có thể sử dụng để sinh viên làm công việc cá nhân hoặc đối tác. Có một vài mẫu như thế này là tuyệt vời cho điều đó. Nếu bạn có một mẫu như thế này mà bạn muốn chia sẻ với sinh viên, đây là một vài mẹo chuyên nghiệp cho kịch bản này. Một là bạn nên buộc một bản sao của tài liệu này cho sinh viên. Cách bạn làm điều đó là đi lên màu tím, nút chia sẻ, sau đó nhận được liên kết có thể chỉnh sửa. Trước khi bạn chia sẻ liên kết đó với sinh viên, xóa mọi thứ cho đến khi tên của tài liệu trong URL tại một dấu gạch chéo ngược và sau đó từ trùng lập. Sau đó khi một sinh viên mở tài liệu đó, họ sẽ có bản sao của riêng họ về nó. Và nếu bạn chia sẻ điều này qua Google Classroom, bạn cũng sẽ được chia sẻ trên tài liệu. Vì vậy bạn không phải lo lắng sinh viên chia sẻ lại tài liệu với bạn. Sau đó khi học sinh bạn hoàn thành, có thể yêu cầu họ lấy liên kết chỉ xem và chia sẻ lại liên kết đó trên bảng feed jam. Và nó sẽ không đặt cược một đoạn mã mà học sinh có thể nhấp để vào xem các dự án của nhau. Trong chế độ chỉ xem, đây là một điều tuyệt cách vời để sinh viên giới thiệu công việc của họ và cũng không thể chỉnh sửa tác phẩm của nhau. Đừng quên điều tất đó. Tất cả các nhà giáo dục và học sinh có thể nhận được miễn phí 100% Figma cho tài khoản giáo dục. Tôi sẽ đặt các liên kết cho những người trong mô tả video. Vì vậy hãy chắc chắn đăng ký và tôi sẽ gặp bạn trong video tiếp theo.